Bagagivi SRX cho NVX V2. Adbiker xin chào các bạn. Hôm nay bên mình sẽ giới thiệu cho các bạn mẫu Bagagivi SRX cho NVX bản V2. Ở đây là bản có đèn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách tháo nhé. Đối với bản NVX V2 á, thì các bạn phải tháo hai dàn áo hai bên ra. Cụ thể là cần phải tháo những con ốc mà của hai bên sườn á, cũng như là có một con ốc ở giữa cái nắp bình xăng. Bây giờ mình sẽ tháo ra từ từ rồi mình sẽ hướng dẫn sau nha. Đây là khui siêu cái Bagagivi SRX. Rất là khó khui luôn. Các bạn dùng dao nha. Sau khi mình tháo ốc phuộc ra thì mình sẽ cho cái part này. Part này là hai bên sẽ giống nhau. Mình sẽ sử dụng con ốc là lắp từ bên trong ra nha các bạn. Lắp từ bên trong ra và sử dụng con lông đen cùng với ốc tán keo. Còn đây là sau khi mình tháo cái gạc chân ở bên trái ra thì mình sẽ sử dụng hai con ốc dài và hai con chêm lắp như thứ tự nhé. Lắp như thứ tự là gạc chân rồi đến cái pad. Bên trong là hai con chêm. Đây là thanh baga bên trái. Mình sẽ bắt vào hai cái pad hồi nãy mình vừa bắt lên vào xe. Cái thanh baga sẽ nằm ngoài nhé các bạn. Sử dụng con ốc vừa phải, ốc vừa đủ á. Sau đó mình siết lại luôn cũng được. Còn đây là bên phải. Bên phải thì cũng tương tự bên kia nha các bạn. Mình sẽ tháo cái ốc gạc chân ra. Sử dụng cái part ngắn hơn. Mình sẽ ốp vào cái chỗ gạc chân như trong hình nhá. Sử dụng ốc ngắn hơn. Còn cái part bên phuộc thì cũng tương tự như bên kia. Mình sẽ mở ốc phuộc thay bằng ốc mới. Còn cái baga về phía bên bô á, thì mình cũng lắp từ hai cái part mình nối ra ở phuộc và ở gạc chân. Cái baga sẽ nằm bên ngoài. Mình sẽ lấy con ốc cho phù hợp là nó vừa đủ nhá. Mấy con ốc ngắn á, nó chỉ vừa đủ thôi chứ không có bị dư ra quá nhiều. Các bạn lưu ý cái này. Lắp xong cả con ốc vào thì các bạn có thể siết chặt luôn. Đừng có quên siết con ốc nào hết nha. Các bạn nhớ kiểm tra lại từng con một cho chắc á. Đối với con ốc ở bên trong này á, thì mình sẽ sử dụng khóa 13 với lại một cái lục giác 6 để vặn lắp con ốc từ trong ra. Các bạn lắp luôn ốc gạc chân vào nhé, vì khi lắp cái dàn áo vào nó sẽ không có thấy nữa đâu. Lúc lắp xong nó sẽ chốt luôn. Đối với dòng này á, nó sẽ chốt hết luôn. Còn bây giờ là lắp để M7M vào cho chiếc NVX-V2. Baga này gọi là baga HRX. HRX thì sẽ đi kèm với một cái đế M7M là đế có đèn hầu. Tí nữa mình sẽ nối cái dây đèn hầu vào cho các bạn xem luôn. Còn đối với đế này á, thì lắp quá dễ rồi. Bản SRX á, là mình sẽ lắp hai con ốc đầu và hai con ốc cuối. Trong hình mình vừa lắp đó, là sẽ sử dụng 4 con ốc 6 ly, hàng là cho sẵn rồi. Mình sẽ cho con 8 con lông đen, 4 lông đen trên, 4 lông đen dưới. Sau đó mình sẽ bàn lại. Xong rồi mình sẽ siết bằng tay lại, kiểm tra lại một lần nữa cho chắc, không lỡ bị lỏng nhé. Bên trên của cái đế là sẽ có 6 cái nút. 6 cái nút này là các bạn sẽ đóng vào. 6 cái nút này là cho đẹp, với lại để chống nước cho mấy con ốc. Rồi, kiểm tra lại một lần nữa cả con ốc mà mình đã bắt bằng lục giác 6. Còn hai cái nút nhựa hai bên á, là mình sẽ lắp vào hai cái lỗ này cho nó đẹp, cùng là che con ốc lại. Nhìn cái baga nó sẽ được xuyên suốt hơn. Đây là sau khi bên mình kiểm tra lại bằng tay một lượt nữa, rồi đóng cái nút cao su vào. Ở đây là coi như là đã xong cái giai đoạn ráp baga rồi đấy. Bây giờ là giai đoạn ráp dàn áo vào nữa thôi. Mình sẽ tua nhanh khúc này. Tại vì các bạn tháo ra thì nhớ các vị trí các con ốc nhé. Theo mình thì tháo ra con nào thì mình có thể ghim luôn con đó vào vị trí cũ, hoặc là các bạn có thể chụp ảnh lại nếu như mà sợ quên. Đây là con ốc để chốt ra não này. Hai bên hai con đấy. Các bạn nhớ mở ra nhé, không có giật. Giật là nó gãy bên trong á. Đây là coi như là đã lắp xong cái baga rồi. Còn cái phần lắp đế đèn á, thì mình sẽ không có quay lên. Bạn nào có nhu cầu thì có thể lắp thêm. Đây, mình sẽ test cho các bạn xem. Các bạn có thắc mắc hay góp ý gì thì cứ liên hệ bên shop nhé.